Hai anh em chiến sĩ này pha máy cắt cỏ nhá. Nào, cỏ. Cho một tí nhớt vào đây, đổ nhớt tí đây, tí thôi đã. Nửa nắp đấy. Được rồi, đổ vào đây. Rồi xong vẫy cho hết thì khô đi. Đóng nắp lại. Lấy cái tiếp kia hòa cho nó hòa lên. Hòa vào nó xanh hết đi. Hết. Đấy, bình thường nếu mà dùng là cứ 3 nắp này là 1 lít xăng nhá. Được. 3 nắp này 1 lít xăng. Đổ vào đây nào, đổ vào. Rồi, đổ vào. Cái này lòng nó ngang máy cắt máy cưa thôi. Máy một cưa to. Đóng nắp lại. Đóng từ từ, đóng nhẹ nhẹ thôi. Được rồi. Xong. Được chưa? Bây giờ nào lấy cái ấy cái đầu này lên, lắp cái chắn kia của em không? Lấy cái đấy đúng rồi, cho đấy được, cho này chê đầu lên. Đây anh, chắn này khả năng vừa ấy đúng không? Kệ đi, nó vướng về lắp được. Nào bây giờ tiếp tục bật khóa điện lên, khóa điện đây bật rồi này, bật xuống là bật đấy. Nào anh coi chắn nào, bây giờ mồi xăng tay dưới này, mồi bây giờ nó lên xăng này, ngó xuống dưới nó lên xăng là được. Dí nút đấy, nút ở dưới, không cái nút mồi dưới đây. Nút tròn đấy. Tròn đây đúng đúng rồi. Dí khéo nó bay ra này không nổ được. Đấy, và nó sủi bọt lên hết. Đấy. Rồi. Nào bây giờ mở lê gió này ra, mở cái lê gió lên. Mở hết lên đi. Để chân là giật hai phát nhẹ nhẹ, giật hai phát nhẹ nhẹ thôi. Rồi, bây đóng lại. Giật mạnh đi. Xe nó đừng ra buồn. Thêm rồi. Ngon nào. Đấy, phải thế. Còn để bao lâu rồi nhá? Vệ con này để đến lâu tháng. Nào bây giờ ga. Được rồi. Nào bây giờ quy trình tắt. Tắt quy trình đầu. Tắt rút điện. Rồi xong. Nhớ chưa? Khi nó cứ khó nổ một tí thì mình phải mở cái này để lấy gió để xăng để gió nó vào oxy chưa? Nó lên nòng chưa? Thế xong bắt đầu giật hai phát thế và đóng lại chưa? Đấy, nếu mà nó khó nổ nữa mà nó bị sặc xăng là không nổ được nha, thì phải tháo cái buji này ra, tháo cả buji vứt ra, úp cái máy này giật để cho nó bay hết xăng ra ngoài, không thổi đít buji, xong rồi lắp lại, xong rồi làm quy trình như vậy chưa? Đấy, như thế.